Nha. Hello, xin chào cả anh em. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại. Hôm nay đi thả diều anh em nhé. Bữa nay thả chiếc diều 2m, cùng bộ 2m diều trắng với đen anh em nhé. Cùng bộ cầm đôi, cầm còi nhé. Anh Sáo mang tên còi anh em nhé. Sáo âm còi, cầm đôi còi nhé anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thả test của này. Thì có biết như nào anh em ạ? Thì hôm nay là gió nam cũng khá đẹp anh em nhé. Sau suốt ngày mấy hôm kia hụt thì chờ gió anh em nhé. Thì hôm nay có gió rồi. Đấy, mình ra đồng thả diều đây cho đỡ vật anh em ạ. Cho đỡ vật. Đi thả chưa? Anh em đi theo mình nhé. Đúng rồi, phải đi thả chiều có găng tay anh em ạ. Chuẩn bị thả anh em nhé. Đấy, thả một mình lên. Đây được không? Anh em mình đâm nhá, các bạn phải bấm nhá. Diều mình khá nhẹ gió nha anh em nhá. Đâm phát lên luôn. Đủ gió lên không? Lùi lên đây. Anh em ạ, đây, mọi người để thấy nhá. Diều khá là nhẹ gió, rất là dễ lên, rất là cay, lên ngay. Cầu nữa âm còi nhé, chuyện hơi bí anh em ạ. Hơi ít sáng anh em nhé. Thì anh em cùng bảo tôi về thì đây anh em nhé. Đấy, có thể thấy nha, mọi người thì thấy nha, lấy phát ăn luôn. Đấy, giờ rất chi cân này, đang thả dây này. Đấy, đang thả dây rất chi cân nha, là nhá, không ăn không gì luôn. Đấy, làm diều nó phải như thế anh em ạ. Diều nó phải như thế nhá. Mình đang ở dưới đồng này, chờ lên một chút rồi mình sẽ thả. Hôm nay sẽ cho chiếc diều đậu đêm luôn anh em nhé. À, nhiều anh em yêu cầu là hướng dẫn anh em lắp quạt gió và diều thì video sau nhé. Sau chiếc video này mình sẽ có video hướng dẫn anh em lắp đèn quạt và diều sao để lên trời và ok nhất. Nói chung là mình lắp lên được là mình sẽ chia sẻ thôi. Trở lên ngon không? Lùi lên đi. Gió hơi chững anh em ạ, gió hơi dữ, nghe hơi chững gió nó không được, nó tầm nó chung nó chưa được căng lắm, phải thê thả dây dài dây ở đây gió trên anh em nhé. Đây mình thả dây kiểu truyền thống nhé, không tời không gì nhé, thả bằng tay nha, trên cuốn tre nha anh em nhé, mọi người thử thế. Đấy. Nào, từ từ mình cho diều lên ạ, nó tướng lên đã mình thả tiếp rồi, gió nó không được, gió nó rất là dưới sao. Ừ, gió trên to lắm, lên được gió trên rồi. Ây da. Đấy, thả phát nó phải lên như này em sướng anh em ạ. Đâm phát ăn tiền. Combo giờ này anh em nào thích bán anh em nhé. Chắc là tầm tầm mấy trăm nghìn thôi. Tầm 300k bay được đấy nhỉ. Anh em nhé, mình vẫn đang tỏ dây cố thử lực anh em nhé. Giờ vẫn cứ tra này nhưng đây nhá. Từ từ cho lên này. Gió dưới nhá. Gió dưới hơi yếu anh em ạ. À, cho nên mình phải thả dài cho lên hẳn gió trên nhá. Là thì mới đậu được, mới im được. Bạn này cứa đâu đấy? Bướm này. Lùi lùi em ơi. Làm. Bọn này nó chạm vào đâu đấy? Bồi bướm lên nối thành vòng cò. Đứt lại vắng đầu. Còn tạm thời.
không, cái này anh nghĩ chắc là cứa bắt đầu thật. Cứa mấy tôi bật được kéo không đi. Đấy, cái video này của mình ở Liên Sơn anh em nha, mà đứt đứng cho đoạn nhà Nam. Bạn fan yêu quý nào nhận được show luôn nhé. Anh chở phải thả diếu lại bắt máy như này anh em nhìn nè. Bắt tay đi. Ngon rồi. Im nét rồi. Đó, 6 ngân rồi. Bộ cổng còi này là D37 anh em nhé. Bộ cổng còi D37. Đấy, chiều này anh em nào mua 350k bán luôn. 250k đến 350k anh em nào mua bán luôn. Không cần rất nhiều. Chứ giờ 2 mét này mà thả đâm một phát lên luôn như này mà với mức giá như thế mà không mua được một phí. Ăn mèo giữa nha anh em nhá. Mọi người nhìn này. Mình làm diều mình sẽ cho cá hơi to một chút. Đây nhìn đây, mọi người nhìn đây. Ở dưới nhìn là cá hơi to nhưng lên trên nhìn rất đẹp luôn. Nó cân đối diều. Thảo Du kia gặp Thảo mình thật đấy. Mình chỉ gâm 6 cái thành con với nó ngân, nó đổ ngân. Đây anh em nhé. Đấy, nhìn mọi người nhìn này. Giờ lên căng mét nha anh em nhé. Cả đấy, giờ tôi đưa đi ăn bé bé ăn tí tí cả. Anh em có thể nhìn thấy nhá. Bây giờ mình đang cầm một tay và một tay quay, nó không tiện zoom. Đấy, mình sẽ nhờ bạn, anh em mình đằng sau nó sẽ zoom cho mọi người cùng xem về chiếc diều của mình. Đấy, nên trên trời nhiều chất chơi không? Diều chui mây anh em nhá. Không nói nhiều, thả diều một phát chui mây luôn. Đấy, nó phải uy tín. Đây, có thể zoom lên một chút này. Đây, cho anh em cùng thấy chiếc diều đấy. Đây anh em nhá, đấy, tôi đã zoom đến chiếc diều tôi zoom 6x à, anh em nhá, chất lượng 4K. Anh em có thể thấy diều tôi đây. Đậu im xe nhá. Bên cạnh diều tôi đang có rất nhiều chiếc diều đang đâm rồi. Hôm nay gió hơi yếu một chút. Khá là ok để anh em có thể đi thả diều và đỡ vật được cái cơn nghiện đam mê này nhá. Đây đây đây, giờ tôi đây. 6 cộng đôi nó không được rát bằng 5 hoặc 7 nha anh em nhé. Nghe nó không được phê. Chụp nghe này nó cũng ok rồi. Chiếc giờ 2m này thả cộng đôi D40 này thôi là hợp lý rồi anh em nhé. Nó nhẹ vừa phải. Ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một chỗ cọc giờ anh em nhé. Anh em cùng đi theo mình nhá. Đố anh em nhìn thấy giờ mình ở đâu? Đố anh em nhìn thấy zoom lên, không thấy đâu ạ. Anh em đã nhìn thấy giờ tôi chưa? Thấy không? Thấy nè, thấy không? Không thấy đâu anh em ạ, mình nghĩ anh em không thấy đâu. Bởi vì giờ mình đã chui mây anh em nhé, chui mây đơn xì rồi. Anh em ạ, bây giờ mình sẽ buộc diều đây nhé. Nói chung là diều cũng khá là ok. Nếu mà mình khuyên các bạn nhỏ là lên thả diều tầm 2m như này thôi, cho nó nhẹ nhàng, tình cảm nó dễ lên anh em ạ. Nó vừa dễ lên là vừa dễ thả, vừa dễ kéo anh em nhé. Đấy. Mình thả diều cứ lúc mình 2 cần nhỏ nhỏ anh chơi mây. Mây đã thả cho lúc đi 2 anh em nhé. Thả có khoảng tầm mấy trăm mét dây là chung mây rồi. Hôm nay mây xuống thấp và gió cũng khá là ok. Đấy, buộc mãi cũng được. Lâu rồi mới được trải nghiệm này, khoảng thả diều anh em nhé. Mấy ông nọ thả mấy cái to to kia cũng không sướng tay bằng cái bé bé này. Ôi, lên rồi. Ôi, mình đã trâu diều xong và diều mình đã không thấy trời, không thấy trời đất mặt mũi đâu. Ao thu chung mây. Auto chui mây. Chui mây sao nó bị yếu ấy nhỉ. Đấy, diều lặn âm này anh em nè. Đấy, lặn âm ấy, nó đang thả lên. Nó sẽ chèn mất sao mình. Đấy. Lặn âm nhá. Có phải cao lẻo sao nhỉ. Ô, lặn âm một lít lít à. Lặn âm một lít lít à. Ok tất cả anh em nhé. Hiện tại mình đã thả diều xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi về. Chiếc diều mình đã cột bên này. Anh em ạ. Anh em thể thấy nhá. Chiếc diều của tôi là đâm một phát lên luôn. Anh em nhé. Anh em nào mà thích mua chiếc diều này nhá. Ưu tiên mọi người gần nhá. Mình ở Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em nào gần đến nhá. 300-350 anh em thích mua. Đến đi. Lấy bộ 6 cộng đôi. Nhưng yên tâm, sáng là mình sẽ khi mà bán cho anh em mình sẽ làm cho đẹp hơn. Anh em nhé. Thôi. Video của tôi đến đây kết thúc nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình rất nhiều. Anh em nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ cho mình nhé. Giúp mình có thêm nhiều động lực để phát triển kênh và ra những video tiếp theo hay và thú vị hơn nhé. Mọi người có ý kiến gì mà thì cứ comment bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Để mình có thể sửa đổi và chỉnh chu hơn. Anh em có yêu cầu thử thách mình làm điều gì hay là làm những clip như nào thì anh em bình luận cho tôi biết nhé. Thôi, video tôi đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn tất cả anh em xem video đã xem video của mình rất nhiều. Xin chào.